Xin chào các em, rất vui lại được gặp các em trong chương trình ôn thi Trung học phổ thông quốc gia trực tuyến năm học 2019-2020 do báo Thanh niên tổ chức. Trong chuyên đề 7 kỳ này, thầy sẽ hướng dẫn với các em một số lý thuyết và bài tập liên quan đến hợp chất chứa nitơ, mà cụ thể là bài tập về muối amoni. Các em biết trong muối amoni mà trong chương trình chúng ta tiếp cận chủ yếu là muối amoni của gốc clor. Đó là sản phẩm khi ta cho một cái amin tác dụng với axit HCl các em. Như trên hình ảnh các em thấy, khi một cái amin dạng RNH2 tác dụng HCl thì mình thu được muối amoni RNH3Cl. Tương tự như vậy, nếu mà thầy cho một cái amin tác dụng với một cái axit vô cơ khác, ví dụ như axit nitric HNO3, mình sẽ thu được cái muối RNH3NO3. Ngoài ra, còn có những muối amoni được tạo từ amin và cái axit carboxylic, axit hữu cơ đó các em, thì lúc bây giờ muối nó sẽ có dạng RCONH3R phẩy, và còn vô số những cái muối amoni khác ha, mà chúng ta sẽ tiếp cận trong đề thi. Cụ thể chúng ta sẽ thấy một cái bảng tóm tắt ngắn gọn cái các muối amoni mà mình có thể mình gặp trong đề thi. Trong đây nó có 6 cái dạng mình sẽ gặp, thường gặp, nhưng mà thầy sẽ chú ý cái dạng số 1 là cái dạng có công thức CXHIN2O3. Khi gặp dạng này, các em để ý số nitơ và số oxy N2O3 thì mình có thể dự đoán nó rơi vào cái muối amoni của gốc NO3, tức là muối của amin với axit nitric. Nó có dạng RNH3NO3. Còn một cái tình huống nữa nó cũng rơi vào công thức chung này, nó chính là muối amoni của axit carbonic, tức là 2 mol amin nó tác dụng với 1 mol H2CO3. Nó ra cái dạng muối RNH3 tất cả 2 lần CO3. Hai dạng muối này đều có công thức chung CXHIN2O3. Tuy nhiên có một cái công thức kinh nghiệm để mình phần nào mình dự đoán nhanh cái muối nitrat hoặc muối carbonat. Các em để ý thấy nếu số H nó bằng 2C cộng 4 thì nó rơi vào muối nitrat. Còn số H bằng 2C cộng 6 nó sẽ rơi vào muối carbonat. Cụ thể ví dụ đề cho các em công thức C2H8N2O3 như trên hình ảnh các em thấy. Mình kiểm tra mình thấy số H8 nó sẽ bằng 2 lần carbon cộng 4. Cho nên mình dự đoán luôn nó chính là muối của gốc nitrat. Và công thức chính xác của nó chính là C2H5N3NO3. Cái muối này được tạo ra bằng cách mình lấy cái ethylamine C2H5NH2 đó các em, cộng với HNO3. Một cái công thức khác nó cũng có dạng N2O3, nó là C3H12N2O3. Khi kiểm tra mình thấy số hydro ở đây sẽ bằng 2 carbon cộng 6. Như vậy phần nào đó mình có thể suy ra được một cái công thức liên quan đến công thức này, đó là CH3NH3 tất cả 2 lần CO3. Cái muối này được tạo ra có thể bằng 2 mol CH3NH2, tức là methylamine cộng 1 mol H2CO3. Trong cái bản tóm tắt này còn một cái nữa cũng hay gặp, đó là cái muối số 5. Cái muối số 5 nó có dạng CXHIN2O4. Cái muối này nó có 4 oxy 2 nitơ, cho nên mình có thể dự đoán nó là muối amoni của axit carboxylic hai chức. Tức là nó có hai cái nhóm COO đó các em. Công thức số 6 nó có dạng CXHIN2. Khi mình gặp công thức NO2 thì mình nghĩ ngay đến cái công thức đầu tiên mình học trong chương trình hóa lớp 12. Đó là bài amino acid, nó có dạng RNH2COH. Hoặc este của amino acid có dạng RNH2COR phẩy. Hai cái công thức này thì số liên kết pi, số K đó, tối thiểu nó phải bằng 1, tức là K lớn bằng 1. Còn một cái muối nữa nó liên quan đến cái dạng NO2 này, nó chính là muối của axit carboxylic với amin. Nó có dạng R'COONH3R. Và đặc biệt cái muối này nếu R với R'NO thì K nó bằng 0 đó các em. Cho nên nếu mình bắt gặp một cái công thức có dạng CXHIN2 kết hợp với K bằng 0 thì mình suy ra ngay nó chính là cái muối amoni. Thầy ví dụ trên hình ảnh các em thấy cái công thức C2H7NO2. Nếu các em đi tính K, cái K thì được tính bằng cách lấy 2C cộng 2 cộng cho nitơ trừ bớt hydro và đem chia 2. Nó ra K bằng 0 thì mình
loại ngay cái tình huống là amino acid và este của amino acid, cho nên nó chỉ có thể là muối. Và một trong những cái muối liên quan công thức này nó chính là HCO, NH3CO3. Cái muối này có thể hiểu bằng cách mình lấy axit formic HCOH mình cộng với cái metinamin là CH3NH2 đó các em. Đó là những cái trường hợp mình thường gặp trong bài toán hợp chất chứa nitơ. Như vậy để hiểu hơn mình hòa vào một số cái câu lý thuyết và bài tập nha. Câu hỏi số 1. Em có chất hữu cơ X có công thức phân tử CH8O3N2. Tác dụng với nào H thu được Y, chất hữu cơ Y và các chất vô cơ. Tìm M lớn của Y. Như vậy đầu tiên mình kiểm tra số H đó các em. Các em thấy N2O3 thì nó rơi vào hai tình huống như thầy đã nói là muối amoni của gốc nitrat hoặc muối carbonat. Kiểm tra số H nó bằng 2C cộng 4 cho nên nó phải rơi vào muối nitrat. Và công thức của cái thằng này nó ứng với C2H5, NH3NO3. Khi em đem công thức này em tác dụng với NaOH thì em biết nếu mà so sánh tính 3 giờ thì NaOH nó mạnh hơn cái etinamin C2H5NH2. Cho nên nó sẽ đẩy cái etinamin ra khỏi muối. Và nó, bên phải với phải sẽ thu được muối vô cơ là muối của gốc nitrat NaNO3 với nước. Cho nên cái chất Y là chất hữu cơ đơn chức đề cập nó chính là cái etinamin và M lớn nó tương ứng bằng 45. Cho nên với câu hỏi này mình chọn đáp án C. Câu hỏi số 2. Cho một hợp chất hữu cơ E có dạng có công thức C3H10O2N2. Biết rằng khi E tác dụng với kiềm tạo thành NH3. Khi đọc đến đây thì em mới nghĩ ngay đến tình huống này. Để A tác dụng với dung dịch kiềm mà thu được NH3 thì trong đó nó phải có muối amoni có dạng CONH4. Mặt khác, khi A tác dụng với axit tạo thành muối của amin bậc 1. Số công thức cấu tạo có thể có của A. Như vậy dựa vào cái dữ kiện A tác dụng với kiềm tạo thành NH3 thì có thể đoán ngay trong A nó phải chứa nhóm CONH4. Một cái nitơ còn lại khi tác dụng với HCl tạo muối amin bậc 1 cho nên bắt buộc nó phải có nhóm NH2 đó các em. Như vậy sau khi mình suy luận được đến nó thì cái phần R của mình nó sẽ còn hai carbon. Như vậy R còn hai carbon thì trên hình ảnh các em thấy cái dấu chấm số 2. Có thể suy ra công thức của A có thể có là NH2 gắn vô hai cái carbon là CH2 CH2 và cuối cùng là nhóm CONH4. Như vậy NH2 này có thể di chuyển vào một trong hai cái carbon đã được gạch chân ở dưới như các em thấy, cho nên nó có tất cả hai cái đồng phân. Như vậy bây giờ mình thử mình đem cái một trong những đồng phân của A này mình đem tác dụng với HCl thì như thế nào nhé. Nếu chất A này mà tác dụng HCl thì cần 2 mol HCl. Trong đó một mol HCl nó sẽ tấn công vào nhóm NH2 tạo muối NH3Cl. Mol HCl còn lại sẽ vào nó thế cái nó đẩy cái gốc COH ra khỏi muối. Tại các em biết nếu mà so sánh tính axit thì HCl nó mạnh hơn cái axit của hữu cơ nhóm COH. Cho nên nó sẽ tạo thành cái nhóm COH và cộng với NH4Cl. Như vậy từ cái suy luận đó mình thấy tất cả đều hợp lý và cái số đồng phân đối với câu hỏi số 2 này nó chính là 2. Chúng ta đi tiếp tục đi qua bài câu hỏi lý thuyết số 3.
Hợp chất hữu cơ X có dạng C8H15O4N, tác dụng với nao hắc dư đun nóng. Thu được sản phẩm hữu cơ gồm muối dinachi, glutamate và ancol. Số công thức cấu tạo của X có thể có. Như trên hình ảnh các em thấy ha. Muối dinachi, glutamate nó có dạng như trên hình ảnh. Tổng số C của nó ha, nó có hai cái nhé. Axit glutamate thì nó có tổng cộng 5 C hai chức. Ở vị trí C số 2, tức là vị trí alpha, nó có gắn nhóm NH2. Cho nên cái muối dinachi nó sẽ thay hai cái hydro bằng hai cái Na. Phía phải mình thu được muối cộng ancol và chưa biết có thêm cái gì nữa ha. Như vậy nhìn vào cái số carbon hiện diện trên muối dinachi glutamate, mình sẽ thấy tổng cộng đang có 5C mà đề cho mình tới 8C. Như vậy ba cái C còn lại, ba cái C còn lại thì mình có thể hiểu nè. Trường hợp thứ nhất, ba C còn lại nó là cái nhánh C3H7, nghĩa là một cái đầu còn lại của COO sẽ gắn hydro. Cho nên mình có công thức số 1, dấu chấm số 1 như các em thấy. C3H7 mình biết rồi, nó có hai dạng là dạng propin, nhánh propin mạch thẳng và nhánh isopropin. Cho nên dấu chấm số 1 thầy ghi tương ứng hai đồng phân. Nếu thầy đổi chỗ H và C3H7 thầy sẽ có trường hợp số 2. Và trường hợp số 2 này cũng có nhánh C3H7 cho nên tương ứng với hai đồng phân nữa, thành 4 đồng phân. Tiếp theo trường hợp khác, với 3C này thầy sẽ tách thành CH3 và CH5, tức là một đầu gắn CH3, một đầu gắn CH5, được cái đồng phân số 5. Trường hợp cuối cùng thầy đổi CH5 qua trái, CH3 qua bên phải, được một cái đồng phân mới. Như vậy tổng cộng đối với câu này nó có tổng cộng 6 đồng phân đó các em. Cho nên đáp án của câu hỏi lý thuyết số 3 này nó là câu B. Bây giờ chúng ta sẽ vào thử mình tiếp cận một số bài toán liên quan hợp chất chứa nitơ như thế nào nhé. Bây giờ chúng ta qua bài tập áp dụng số 1. Đốt cháy hoàn toàn một lượng hợp chất hữu cơ A, thu được CO2 3,36 lít, nitơ 0,56 lít, nước 3,15 gram. Khi đem A tác dụng với NaOH thu được sản phẩm muối có dạng NH2CH2CONA. Nó chính là muối natri của glycine. Tìm công thức cấu tạo của A. Bài tập số 1 này được tóm tắt như sau. Dựa vào dữ kiện, bốn dữ kiện mình có thể suy ra được cái công thức có thể của A thôi, nó là ST. Nó là ST của glycine có dạng NH2CH2SOR nha. Khi đốt cháy, số mol CO2 mình đổi ra được 0,15 mol. Nước tương ứng 0,175 và nitơ là 0,025. Các số liệu này các em xử lý nha. Ví dụ cho V điều kiện chuẩn thì mình đem chia 2,4. Cho gam thì mình đem chia m lớn của nó nha. Khi tác dụng NaOH thu được muối natri của glycine có dạng NH2CH2SONA. Như vậy thầy ghi lại công thức phân tử của A có dạng CHI O2N. Khi đốt thì chắc chắn số mol CO2 thu được tương ứng với phải mình cân bằng ra ít và nitơ thu được 1/2. Dựa vào dữ kiện của nitơ là 0,025, mình sẽ suy ra được số mol của A là 0,05 và số mol của CO2 tương ứng là 0,05X. Từ số mol CO2 là 0,15, dễ dàng mình có giá trị X bằng 3. X bằng 3 chứng tỏ là tổng số carbon của cái chất A mình đang cần tìm nó có 3C. Như vậy dựa vào dữ kiện của đề bài tạo thành muối natri của glycine và tổng số C bằng 3, cho nên mình suy được đáp án của câu này chính là câu B. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành sau hơn 20 năm hình thành và phát triển đã và đang trở thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe của thị trường lao động, trở thành thương hiệu và là điểm đến của mọi sinh viên trên khắp mọi miền đất nước. Hiện nay, trường có hơn 20.000 sinh viên đang theo học tại 5 khối ngành sức khỏe, kinh tế, xã hội nhân văn, nghệ thuật mỹ thuật và kỹ thuật công nghệ. Nhiều chương trình đào tạo của trường được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế và đang được đánh giá theo bộ tiêu chuẩn AUNQA của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á.
Chất lượng đào tạo của trường cũng đã được khẳng định trên trường quốc tế qua việc được xếp hạng 4 sao bởi tổ chức QS-Star Anh Quốc và đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục quốc gia. Năm 2020, trường Đại học Nguyễn Tất Thành dự kiến thực hiện đồng thời 5 phương thức xét tuyển, bao gồm xét tuyển theo kết quả kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, xét điểm học bạ Trung học Phổ thông đạt 1 trong 3 tiêu chí, tổ hợp môn xét tuyển lớp 12 đạt từ 18 điểm, điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 hoặc tổng điểm trung bình cả năm lớp 10, 11 và điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên. Riêng khối ngành sức khỏe áp dụng theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thi tuyển đầu vào do trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển đối với các thí sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, xét tuyển các thí sinh nước ngoài đủ điều kiện học tập theo diện cử tuyển. Trong năm nay, trường Đại học Nguyễn Tất Thành tiếp tục nhận hồ sơ đào tạo các chương trình bậc thạc sĩ, cử nhân, hệ đào tạo từ xa với văn bằng được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận. Ngoài ra, sinh viên lựa chọn theo học tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành còn có cơ hội được trở thành sinh viên quốc tế nếu theo học các chương trình đào tạo liên kết với các trường đại học tiên tiến trên thế giới đã có ký kết hợp tác với trường. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập website ntt.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 1900 2039. Tiếp theo mình sang một cái bài tập số 2 về hợp chất chứa nitơ. Đề bài cho mình hai công thức C3H12N2O3 và C2H8N2O3. Cho 3,4 gam hỗn hợp tác dụng nâu H. Thu được Y gồm các chất vô cơ và 0,04 mol hai chất hữu cơ đơn chức đều là quỳ ẩm hóa xanh. Cô cạn thu được M gam muối khen, tìm M. Như vậy nhiều khả năng hai cái chất mà đề cho N2O3 nó rơi vào muối của nitrat và muối carbonat. Kiểm tra công thức đầu tiên C3H12 mình thấy số H bằng 2C+6 cho nên nó là muối carbonat. Còn cái chất thứ hai C2H8 thì số hiđro nó bằng 2C+4 cho nên nó là muối của nitrat. Và mình thử mình ghi ra công thức nó tương ứng với cái công thức như sau. Cái chất đầu tiên sẽ ứng với công thức CH3NH3 2 lần CO3. Em thấy nó khớp với cái công thức phân tử đề cho. Cái chất số 2 là CH5NH3NO3. Như vậy cái muối đầu tiên, muối amoni của carbonat cần 2 NaOH. Về phải mình thu được 2 mol khí metinamin kèm theo muối carbonat N2CO3 và 2 nước. Còn cái muối thứ 2 cần 1 NaOH. Phía phải sẽ thu được khí etinamin, muối natri nitrat và một nước. Như vậy, các chất vô cơ, muối vô cơ mà thu được gồm có muối carbonat và muối nitrat. Hai cái khí mà làm quỳ hóa xanh, nó chính là CH3NH2 và CH5NH2. Từ đó mình xây dựng hệ phương trình dựa vào AB như sau. Khối lượng hỗn hợp 3,4 gam sẽ bằng 124A. Cộng 108B chính là M lớn của các chất tương ứng. Tổng số mol hai khí là 2A cộng B bằng 0,04. Cho nên suy được AB tương ứng là 0,01 và 0,02. Như vậy khối lượng muối vô cơ mình thu được tương ứng là 106 nhân 0,01 là muối của carbonat cộng 0,02 nhân 85 là muối natri nitrat. Mình ra được đáp án 2,76 gam và đó chính là câu B các em. Như vậy câu số 2 này nó liên quan đến hai cái muối mà mình đã đề cập trong cái phần đầu, đó là muối carbonat và muối nitrat nha. Tiếp tục chúng ta qua một cái bài tập áp dụng số 3. Ở bài tập áp dụng số 3 này nó chính là cái câu một cái câu hợp chất chứa nitơ trong đề minh họa năm học 2020 của Bộ Giáo dục ha. Hỗn hợp E gồm chất X công thức CnH2n+4 N2O4. Y có công thức Cm2m+3 NO2. Nó đều là cái muối amoni của axit hữu cơ với amin. 0,12 mol E tác dụng vừa đủ với 0,19 mol NaOH. Sau phản ứng mình thu được sản phẩm hữu cơ gồm 18,24 gam muối, 7,15 gam 2 amin.
Em tìm phần trăm của thằng Y trong hỗn hợp đầu. Với bài toán này mình có thể tóm tắt như sau: số mol hỗn hợp 019. Số mol hỗn hợp 012. Nào H cần phản ứng 019. Với phải mình sẽ thu được muối, amin và nước. Tại vì đề đã cho XY nó chính là cái muối amoni, cho nên tác dụng nào H chắc chắn sẽ thu được nước. Và nói luôn số mol nước trong tình huống này nó bằng số mol của nào H đó các em. Các em nhớ muối amoni của axit hữu cơ với amin thì phải có dạng CONH3R. Khi tác dụng với dung dịch kiềm nào H hoặc cao H thì chắc chắn các em sẽ thu được nước. Và thầy muốn nhấn mạnh là số mol nước thu được nó bằng số mol của nào H hoặc cao H nha. Bài này có thể viết được một cái phương trình tổng quát như sau: X cần 2 nào H với phải thu 2 nước, Y cần nào H với phải thu 1 nước. Như vậy thầy có phương trình A cộng B bằng 0,12 tổng mol hỗn hợp, 2A cộng B bằng 0,19, cho nên AB tương ứng 0,07, 0,05. Sau khi có 0,07, 0,05, thầy sẽ lập một cái phương trình bảo toàn khối lượng. Trong đó, tổng khối lượng vế trái sẽ bằng 0,07 nhân M lớn của X là 14N cộng 96, cộng 0,05 nhân 14M cộng 49, cộng cho số mol nào H là 0,19 nhân 40, đó là tổng khối lượng vế trái. Sẽ bằng khối lượng vế phải là 18,24, là khối lượng muối đó các em, cộng 7,15, cộng tiếp khối lượng nước sinh ra vế phải như thầy đã nói bằng số mol nào H là 0,19 nhân 18. Và khi làm gọn cái biểu thức này, thầy sẽ có phương trình 7N cộng 5M bằng 86. Cho nên chỉ có một cặp NM thỏa là N bằng 8 và M bằng 6. Như vậy, sau khi chọn được NM, thì công thức tương ứng của Y nó sẽ là C6H15NO2. Số mol có rồi, 0,05. Như vậy, khối lượng hỗn hợp của thầy là 21,21 gram. Và khối lượng Y sẽ là 6,65 gram. Cho nên đổi ra được phần trăm của nó trong hỗn hợp là tương ứng 31,35%. Và nó chính là câu A. Để có được thành công như hôm nay, tôi đã có những ước mơ. Và tôi đã hiện thực hóa ước mơ của mình bắt đầu từ Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU. Đào tạo đa dạng, đa lĩnh vực, SIU mở ra cho chúng tôi nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai. Tất cả sinh viên đều có cơ hội để thể hiện và phát triển năng lực. Những ý tưởng luôn được khuyến khích và phát huy tối đa. Chúng tôi đã được truyền cảm hứng, tiếp thêm sự tự tin. Chúng tôi được học cách học, cách nghĩ và cách sống. Một môi trường lý tưởng để sáng tạo, để trải nghiệm, để thử thách bản thân đã giúp chúng tôi trưởng thành và thành công như hôm nay. Hiện đại, năng động và hòa nhập quốc tế, nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc. Đó là triết lý giáo dục mà Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU luôn hướng đến. Với đội ngũ giáo viên giỏi, dày dặn kinh nghiệm sẽ giúp cho sinh viên có những kiến thức cơ bản nhất, đáp ứng được ngay các doanh nghiệp bên ngoài khi bước ra trường. Em rất là may mắn khi đã được là một sinh viên của trường. Trường không phải chỉ cung cấp cho em những kiến thức, những kỹ năng mà thực sự đó là cả những cái cơ hội để mà khi em bước chân vào một công ty nào đó, bước chân vào đời thì đó thực sự là một bước chân vững vàng. Kỹ năng và niềm tin, đó là hai giá trị lớn nhất mà tôi đã được nhận từ Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Và trên hành trình 10 năm kể từ khi tốt nghiệp cho đến nay, trải qua nhiều công việc khác nhau, thì những điều được học và trải nghiệm tại trường luôn theo cùng tôi. Tôi tự hào là sinh viên khóa đầu tiên của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Đã đến lúc vươn xa hơn những gì đã học. Tiếp theo chúng ta qua bài tập số 4 trong cái dạng này. Ở bài tập số 4 này đề cho hỗn hợp E gồm chất X có dạng CmH2m cộng 4N2O4 là muối của axit hai chức, và Y là hợp chất có dạng CN2N cộng 3NO2 là muối của axit carboxylic đơn chức. Đốt 0,1E cần 0,26 oxy. Sau phản ứng, các em thu được nitơ CO2 và 0,4 mol nước. Mặt khác, 0,1 mol E tác dụng với NaOH. Sau phản ứng cô cạn,
thu được hai chất khí đều là quỳ ẩm hóa xanh và agam hỗn hợp muối khen. Tìm giá trị của A. Với câu số 4 này, mình có thể tóm tắt như sau. Số mol hỗn hợp 0,1. Thầy đặt hai chất, số mol tương ứng là AB. Oxy cần phản ứng 0,26. Nước thu được 0,4. Khi tác dụng NaOH thu được agam muối, tìm giá trị của A. Như vậy, bắt đầu thầy sẽ xây dựng hệ phương trình liên quan bài toán như sau. A cộng B là tổng mol 0,1. Bảo toàn hydro, tức là phương trình số 3 trên hình ảnh các em thấy đó, tổng hydro vế trái sẽ là A cộng 2M cộng 4 là hydro của chất X. Cộng B nhân 2N cộng 3 là hydro của chất Y sẽ bằng hydro vế phải là 2 nhân 0,4. Cái phương trình ở giữa để sử dụng cái số mol oxy phản ứng, thầy sẽ sử dụng bảo toàn E, tức là thầy giảm bớt viết phương trình cháy. Trong cái phần chuyên đề peptide, thầy đã hướng dẫn bảo toàn E trong hữu cơ. Khi bảo toàn E thì cái chất XY, các em quy nguyên tố về số xóa không hết. Carbon sau phản ứng cháy thì thu được CO2, cho nên số xóa trong đó cộng 4. Ý nói cứ mỗi carbon số xóa tăng cộng 4. Trong khi hydro, khi quy giờ không thì sau phản ứng tạo nước, số xóa hydro trong nước là cộng 1. Nghĩa là mỗi hydro của mình sẽ tăng 1. Nitơ sau phản ứng đốt cháy tạo thành N2, số xóa vẫn không đổi, số xóa bằng 0. Oxy sẽ tạo thành oxy sau phản ứng nằm trong nước hoặc CO2 thì số xóa đều bằng -2, tức là mỗi oxy sẽ giảm 2. Như vậy đối với chất X, các em tính được tổng số ion trao đổi của nó là 6M-4. Trong đó carbon là M, cho nên là nó tăng 4M. Hydro 2M cộng 4. Như vậy tổng cái giá trị tăng đang là 6M cộng 4. Nhưng mà nó có 4 oxy, tức là nó giảm bớt 8, cho nên còn lại 6M-4. Tương tự tính số E của chất Y, mình tính được giá trị 6N-1. Như vậy mình có phương trình bảo toàn E liên quan phản ứng cháy XY như sau. A nhân 6M-4 cộng cho B nhân 6N-1 sẽ bằng 4 lần oxy phản ứng. Oxy phản ứng luôn luôn trao đổi 4E. Tại vì mình nói mỗi cái ô nó giảm 2, mà khí oxy có 2 cái ô cho nên giảm 4. Từ đó mình sẽ suy ra được biểu thức 3M cộng 2N bằng 11. Các em biết X nó là muối của axit hai chức, cho nên số C tối thiểu nó phải là 2C. Cho nên từ biểu thức này các em chọn được giá trị M bằng 3, N bằng 1. Như vậy nếu M bằng 3 thì nó ứng với cái công thức cấu tạo thu gọn như sau. CH3, NH3CO, CONH4, tức là muối amoni của axit oxalic với một đầu là methylamine, đầu còn lại là NH3. Còn cái Y tương ứng với muối HCONH4. Như vậy hai cái muối khi tác dụng với dung dịch kiềm thu được là muối natri oxalate CO natri tất cả hai lần và muối natri phosphate HCONH. Số mol tương ứng là 0,06 và 0,04. Như vậy khối lượng muối của mình sẽ tính được tương ứng là 10,76 gram. Cho nên đáp án của câu này chính là câu C đó các em. Như vậy thầy mới hướng dẫn các em xong chuyên đề số 7 là chuyên đề liên quan hợp chất chứa nitơ, mà cái bài mình tiếp cận chính là bài tập muối amoni. Hy vọng với chuyên đề số 7 này các em có thể giải quyết tốt các bài tập liên quan hợp chất chứa nitơ trong đề thi. Chuyên đề số 7 đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong chuyên đề số 8.